con cầm cá đi. Đưa rổ lên nè em. Ồ, nhiều lắm á. Đi xịt vô đó, đó, đó. Bây giờ nó ụp xuống cái là xong. Rồi, xuống ra, xuống xuống. Rồi em vô nữa. Trời, nó còn sống kìa. Mưa rồi. Nguyên bài khỉ ghê quá. Nguyên bài khỉ luôn á. Cộp mà nó biến thành khỉ hết rồi anh. Rồi, quay mông. Cái mông, cái mông, mông mình xịt tiền.
quá đẹp luôn. Cú ơi cú, tránh ra cú. Rồi rút dao anh. Chú đợi tôi. Máu không? Đi ra con ra chú máu không? Đi ra chú có xin. Lao vào. Em nói thiệt nha, nướng rồi đâu mà ăn thì đâu. Lao vô. Anh ngồi đâu anh ơi? Anh coi thôi, coi mình về ăn thôi. Bốn người lấy cái hươu để xin cái cá ra ngoài đi chút. Có không có đũa hả? Bỏ ra ngoài mình ra cửa báo bạn đấy. Đúng rồi, đi lắm xong. Thì đúng 1:30 mình sẽ tập trung lại khu vực nhà hàng lúc xa, lúc sáng và đêm sáng đó. Mình là tập trung lại thành số 1. Mình đi check in thôi. Thành số 1 là kế ngay trong cái khu vực phía tân của mình luôn à. Cái này thì còn bụng. Cho mấy chén đi. Chấm chung. Chung đi. 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 Chung đi.